Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin hữu ích trên kênh bản tin 24 giờ của chúng tôi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả những thông tin mới nhất về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, tin tức về vụ thảm họa vỡ sông Tương Giang mới đây lần đầu tiên được lan truyền trên Internet và hầu hết các bức ảnh được đăng tải đều đến từ phương tiện truyền thông nước ngoài và người dân đăng tải trên mạng xã hội. Lũ lụt tiếp tục mở rộng, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều khu vực địa phương. Nhưng vừa qua, các tiêu đề của đài truyền hình Trung Quốc CCTV là vụ cháy studio số 1 của Kyoto, Animation ở Nhật Bản và mất điện ở New York. Tuyệt nhiên không đưa tin về vụ việc sông Tương Giang bị sụp đổ. Hiện tại lũ lụt, nhưng CCTV đưa tin về đám cháy ở Kyoto và mất điện ở New York. Vậy tại sao đài truyền hình Trung Quốc lại không đưa tin về tình hình sông Tương Giang hay đang cố che đậy một điều gì đó? Netizen Sesan đã đăng tải, nếu không có We Media thì không biết lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Nam lại nghiêm trọng như vậy, làm báo chí chính thống mà lại giả câm điếc về vụ lũ lụt ở quê mình để báo cáo thảm họa ở nước khác. Đây là tinh thần gì? Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc liên tục đưa tin tốt cho nhà nước, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra những mặt tối của bộ máy chính quyền, khiến dư luận bất bình. Vào ngày 26, một bài báo có tên MasterChef với tiêu đề "Tại sao phương tiện truyền thông chính thức không đưa tin về trận lũ lụt nghiêm trọng đã lan truyền trên Internet, nếu không có các thông tin báo cáo khác nhau từ phương tiện truyền thông và rất nhiều video lan truyền trên Internet, chúng ta thậm chí sẽ không biết rằng có một trận lũ lụt ở Giang Tây và Hồ Nam." Và cái gọi là phương tiện truyền thông chính thống đó đã làm ngơ, lũ lụt cuốn trôi ở Trung Quốc. Tại sao lại như vậy? Thực ra đây là sự bất lực sau khi sự thực bị độc quyền. Truyền thông chính thức nhắm mắt làm ngơ. CNN đưa tin, kể từ 10 ngày cuối tháng này, dưới ảnh hưởng của mưa lớn, sông Tương Giang bị vỡ bờ bao. Gần 400 con sông ở lưu vực sông Châu Giang và sông Dương Tử đã bị ngập lụt và mực nước vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Lũ lụt đã xảy ra ở hơn 10 tỉnh và thành phố, bao gồm cả Hồ Nam, với nhà cửa bị sập, đường dây bị cuốn trôi và thi thể trôi trên sông. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet gây sốc cho mọi người. Các nguồn tin cho biết chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã bị vỡ kè ít nhất là ở 4 nơi, nhưng đã có 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực. Các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Netrens David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang đã bị vỡ đê 5 ngày sau đó. Vào ngày 28, một người cung cấp thông tin đã đăng một đoạn video về lũ lụt ở nhiều nơi trên mạng xã hội Twitter ở nước ngoài, cho thấy nước ở sông Tương Giang, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Vừa qua, lũ lụt ở Ningxiang và Laoxi đã khiến cho các phương tiện truyền thông chính thức phải im lặng. Trong số đó, thảm họa lũ lụt ở Hồ Nam là nghiêm trọng nhất. Hai bên bờ sông Tương Giang và Hồ Nam mực nước cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. Nhiều người đắp bao cát lên đê để ngăn không cho vỡ. Một đoạn video khác cho thấy các thi thể trôi trong dòng nước lũ. Thông tin liên lạc và giao thông bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực của Hồ Nam. Nước và điện bị cắt ở vùng nông thôn và mực nước của hồ chứa vượt mức cao trong lịch sử. Tuy nhiên, vì nó trùng với ngày nhạy cảm của Hồng Kông bàn giao, các phương tiện truyền thông chính thức đã im lặng về nó. Trong số đó, các nạn nhân ở Ningxiang và Laoxi, những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã tổ chức một cuộc diễu hành vào 2 ngày cuối tháng 3 để phản đối việc chính phủ che giấu thảm họa, xả lũ bừa bãi và các nỗ lực cứu hộ không hiệu quả, đồng thời yêu cầu chính thức về số liệu thương vong. Vào đầu tháng này, các nạn nhân ở khu vực Ningxiang và Laoxi của Hồ Nam đã viết trên Internet rằng các bài đăng trực tiếp giúp đỡ và truy tìm được đăng bởi những người trong khu vực thảm họa đã bị xóa nhiều lần và tình trạng thiếu cứu hộ nghiêm trọng nhân lực và nguồn cung cấp thuyền kaya. Sau khi lũ rút ở một số khu vực, cán bộ địa phương đã đưa phóng viên đi khắp nơi để chụp ảnh kiểm tra, thậm chí có cán bộ chỉ chụp ảnh cứu hộ, cứu trợ thiên tai rồi vội vã rời đi. Vừa qua, các nạn nhân ở Ninh Hương đã xuống đường cầm biểu ngữ để phản đối, hỏi tại sao mưa xối xả liên tục không thể xả lũ theo từng giai đoạn sớm hơn, đồng thời yêu cầu chính phủ công bố sự thật của thảm họa và các quan chức phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi hành quân trong 2 ngày ở cổng chính của quyền quận và có một số phó quan quận là họ Wen nói trên TV rằng không có ai ở Ninh Hương chết, vì vậy chúng tôi yêu cầu ông ấy từ chức. Hàng trăm ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam phải hứng chịu lũ lụt một lần trong 50 năm. Sau đó toàn tỉnh Hồ Nam bắt đầu có mưa, trong đó thành phố Chu Châu nhận được lượng mưa nhiều nhất với gần 100 mm. Một số cư dân mạng cho biết từ một tuần nay ở Nam Trung Bộ của Hồ Nam đã có mưa dông và mưa lớn, 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn có mưa lớn và vỡ đê ở nhiều nơi. Do mực nước rơi đáy, một số cây cầu ở đường sắt ở phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt quá mức nước cảnh báo. Một số khu vực trên đoạn của Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam có một vết nứt rộng khoảng 15 mét đã xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày 29. Lũ cuốn xuống làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn phần ngọn của một số cây cối có thể được nhìn thấy. Theo các nguồn tin tại chỗ, trận lũ lụt đã nhấn chìm làng Sang Si Binh và 3 ngôi làng gần đó, với diện tích là hơn 2.000 m² và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Một đoạn video về trận lũ lụt màu vàng quần quận chảy qua ngôi làng được lan truyền rộng rãi trên mạng.
Chú thích cho biết sông Tương Giang bị vỡ bờ bao, Tương Đàm, Chu Châu, Trang Sa Guo, một nửa của Hồ Nam, tuyến Bắc Kinh Quảng Châu sẽ bị loại bỏ và Tam Hiệp sẽ gặp rắc rối. Người cung cấp thông tin là David cho biết các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang đã vỡ bờ 5 ngày sau đó. Mãi cho đến nay, các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin, quan chức từ Bộ Tài nguyên Đức cho biết 333 con sông ở Trung Quốc có vượt ngưỡng cảnh báo lũ lụt, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 1998. 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành 15.000 cảnh báo về lũ quét. Theo Bible Daily Online cho biết, hai trận mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến hơn 3,93 triệu người tại 90 quận và thành phố của 14 thành phố và quận ở tỉnh Hồ Nam. 13 người chết và mất tích do thảm họa, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,3 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau thảm họa, tổng cộng 1,2 triệu dân tệ đã được phân bổ để cứu trợ thiên tai và hơn 1.000 bộ mền và áo khoác đã được phân bổ để đảm bảo sinh kế cho người dân trong vùng thiên tai. Trung bình một nạn nhân thảm họa chỉ nhận được 3 xu cứu trợ. Động đất ở Huệ Châu. Kính thưa quý khán giả, vừa qua tại Quảng Đông Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra vào ngày hôm qua, theo giờ Bắc Kinh. Sau khi mạng lưới động đất ở Trung Quốc đo lường chính thức, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 28 phút 48 giây rạng sáng theo giờ Bắc Kinh tại vùng biển gần thị trấn Binh Hai, huyện Hu Dông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, ở 22,51 độ vĩ Bắc, 115,04 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 25 km. Theo các nhà chức trách tỉnh Quảng Đông và thành phố Huệ Châu, trận động đất cũng là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở thành phố Huệ Châu. Khi trận động đất xảy ra, Huizhou, Shenzhen, Sanhui, Dongguan, Zhangyang, Zhihuhai đã cảm nhận rất rõ ràng trận động đất nhưng không nhận được thông báo về thương vong và thiệt hại tài sản. Trong vòng 1 giờ sau trận động đất, các nhà chức trách đã phát hiện thêm 6 dư chấn, kích thước tối đa là 2,5 độ Richter. Sau khi nghiên cứu và nhận định sơ bộ, Cục Địa chấn Quảng Đông cho rằng trận động đất xảy ra ở khu vực biển và ít bị ảnh hưởng đến đất liền. Công ty quản lý và vận hành chịu trách nhiệm về căn cứ điện hạt nhân ở Vịnh Daya cũng tuyên bố rằng các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Vịnh Daya, Linh Ao và Linh Đông đang hoạt động an toàn và ổn định, và trận động đất không có bất kỳ tác động nào đến cơ sở. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra một văn bản vào lúc 2 giờ 40 sáng rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng rằng họ cảm thấy một trận động đất. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm và cường độ của trận động đất ở Hồng Kông là cấp 4 của thang McKerry đã sửa đổi. Vào buổi sáng, hơn 10.000 công dân báo cáo cảm thấy động đất phá vỡ quyền tự quyết của địa phương. Theo hồ sơ kể từ khi thành lập mạng lưới giám sát động đất ngắn hạn vào năm 1939, hầu hết người dân cho biết họ cảm thấy rung lắc nhẹ kéo dài vài giây. Và theo dữ liệu quan trắc bức xạ của đài quan sát ở Hồng Kông, mức độ bức xạ môi trường địa phương cũng duy trì ở mức bình thường. Cục khí tượng và địa lý Macau cho biết tâm chấn cách Macau khoảng 156 km về phía đông bắc. Cục khí tượng cho biết vào buổi chiều rằng họ đã nhận được báo cáo từ 5 công dân cảm thấy trận động đất. Trước đó cũng có một trận động đất ở phía tây nam của Trung Quốc làm 22 người bị thương. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, một trận động đất ở tây nam của Trung Quốc vào chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua đã làm rung chuyển thành phố du lịch Lệ Giang khiến 22 người bị thương. Theo Viện Địa lý Cầu Hoa Kỳ USGS, trận động đất 5,4 độ Richter xảy ra gần biên giới tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, có tiêu cự sâu 38 km và tâm chấn ở khu vực miền núi của Vân Nam, cách Lệ Giang 115 km. Tuy nhiên, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc sau đó đã thông báo cường độ đo được là 5,5 với tiêu cự sâu là 10 km. Theo Cơ quan Quản lý Động đất Vân Nam, có 22 người bị thương ở huyện Ninh Lang của Vân Nam, trong đó có 2 người bị thương nặng. Cục cho biết chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại vật chất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, một đội gồm 60 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn của trận động đất. Phía Tây và Tây Nam của Trung Quốc là những khu vực dễ xảy ra động đất. Năm ngoái, một trận động đất nông ở tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 10.000 người phải đi di tản. Trước đó cũng có một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter đã giết chết 83.000 người ở Tứ Xuyên và một trận động đất 6,8 độ Richter đã giết chết 268 người ở Tân Cương và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và vật chất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.